Xin chào tất cả mọi người. Đây là chương trình livestream buổi tối ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024. Hôm nay chúng ta vừa mới xem một trận đấu cực kỳ hay, trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Một trận đấu mà mình cho rằng nó là đỉnh cao của V League. Nó là một trận đấu cực kỳ hay giữa hai đối thủ kỵ dơ. Nó là một màn trình diễn rất là tuyệt vời của những cầu thủ Brazil, Henrio, Leo Arthur, Alan. Rồi bên cạnh đó là còn có rất nhiều những chi tiết rất hay về trận đấu này. Một trận đấu mà chúng ta có thể nói đây là một trận đấu hay nhất kể từ đầu giải đến đến bây giờ. Một trận đấu mà có lẽ là nó mang lại đầy đủ cho chúng ta từ bất ngờ những bàn thắng ngoạn mục, một cuộc đuổi bắt tỷ số đến nghẹt thở. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ không thể không nói đến bất cứ một cái chi tiết nào trên sân vận động thiên trường. Ngày hôm nay một trận đấu rất là hay. Không biết là các bạn có xem trận đấu này hay không Mà nếu các bạn không xem trận đấu này Mình khuyên các bạn nên xem lại Và nếu như không có thời gian xem lại Thì các bạn xem phải xem ít nhất là cái highlight Trận đấu này thì cực kỳ hay Trận đấu này rất hay thưa quý vị các bạn Một trận đấu, một cuộc đuổi bắt về tỷ số Một trận đấu mà có thể Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái vẻ đẹp của bóng đá Một đội bóng rất giàu có Một đội bóng rất nhiều ngôi sao Thậm chí là trên băng ghế dự bị Người ta cũng nói rằng đội bóng Nam Định Có một hàng dự bị rát vàng bên cạnh đó chúng ta cũng còn có rất nhiều những câu chuyện khác về Nam Định về à, khả năng thi đấu của họ về những ngôi sao của họ sức tấn công của họ tham vọng của họ túi tiền của họ ngân sách của họ tất cả mọi thứ đều rất rất lớn và nó khẳng định một điều rằng Nam Định thực sự đang bay rất cao ở trên bảng, bảng xếp hạng của V-League nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần gặp Bình Định thì mọi thứ mọi thứ nó lại khác biệt có lẽ là Bình Định trong hệ quy chiếu với đội Nam Định thì có thể là họ đang chứng minh tất cả những cái gì chúng ta gọi là mạnh thắng yếu thua. giàu thì thắng, à, giàu thì mạnh, à, nghèo thì yếu, nó không còn đúng nữa. Và thực sự một điều nguy hiểm là huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đã giải được mã mang tên Nam Định, không chỉ ở trận đấu này mà ở rất nhiều những trận đấu khác trước nữa. Và nó có thể tạo ra một cái công thức cho các huấn luyện viên khác nghiên cứu để làm sao có được một cách một cách hữu hiệu nhất để phanh cái đà thăng tiến của câu lạc bộ thép xanh Nam Định. Phải nói là đây là một trận đấu quá hay Tất cả mọi người xem mình cộng cậu... Bây giờ trước khi đến với phần bình luận Mình xin hỏi này các bạn là Cảm xúc của các bạn khi xem trận đấu này như nào ạ Các bạn có công nhận với mình Đây là một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa không ạ Các bạn có công nhận đây là một cái màn trình diễn đuổi bắt cực kỳ hay không ạ Và trận đấu này đặt ở trong một cái bối cảnh Là một sân vận động hoành tráng Phải nói là nóng bỏng nhất ở V-League không ạ thật sự luôn là ngày hôm nay quá hay văn lâm ngày hôm nay để thủng lưới hai quả nhưng là cầu thủ xứng đáng được coi là hay nhất leo actor ngày hôm nay chơi một trận đấu tuyệt vời và mình nghĩ là leo actor có thể ghi được thêm ít nhất khoảng hai bàn nữa ngày hôm nay top play mình định bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội kể cả là trong những tình huống cuối cùng 3 đánh hai thôi nhưng mà nguyễn hùng thiện đức lại sút quả bóng rất là trời ơi rất nhiều những tình huống bị bỏ lỡ nhưng thực sự hôm nay phải nói là Câu lạc bộ ở Maryland Quy Nhân Bình Định hôm nay đã đá một thứ bóng đá phòng ngự phản công mình nghĩ là mẫu mực. Chơi với câu lạc bộ Nam Định phải có hai yếu tố, một là phòng ngự phải rất chặt và thứ hai là chơi phản công phải cực sắc và phải tận dụng được những cơ hội hiếm hoi của mình để chuyển nó thành bàn thắng. Và ngày hôm nay Nam Định đã làm được tất cả điều đó. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy có phải có, có phải là một tên tuổi lớn ở V-League hay không? Mình nói là chưa, bởi vì là anh ấy còn cần thêm thời gian nữa để chứng minh nhưng nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy một cái hệ quy chiếu giữa câu lạc bộ à, Bình Định và câu lạc bộ Nam Định thì phải nói là anh à, Bùi Đoàn Quang Huy thực sự là một người đã giải được bài toán mang tên Nam Định à, một bài toán mà gần như tất cả các à, huấn luyện viên khác ở V-League đều không giải được nhưng mà anh Bùi Đoàn Quang Huy thì đã làm được việc đó thực sự là ngày hôm nay phải nói một điều là mình quá bất ngờ với những cái gì mà à, câu lạc bộ Bình Định đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay các bạn biết là ngày hôm nay thì uh, họ đã họ đã có được một cái uh, trận đấu phải nói là cũng rất là đáng để chúng ta suy nghĩ một trận đấu mà nó mang lại cho câu lạc bộ uh, bình định một cái mình gọi là một cái niềm tự hào bởi vì không phải là đội bóng nào cũng có thể đánh bại được câu lạc bộ thép xanh nam định nhưng mà ngày hôm nay thì thực sự là bình định chơi quá hay bình định chơi rất hay uh, mình xin được uh, tóm lược lại một vài những cái tình huống hay đầu tiên là văn đức một cái tình huống nhấc của bóng qua đầu của leo upter sau đó là văn đức đã nhảy vào đá một chạm ăn ngay một cái đường bóng mà phải nói là từ ánh mắt đến trái tim với độ chính xác gần như là tuyệt đối một tình huống mà nó khiến cho sân vận động uh, thiên trường đã câm lặng hoàn toàn sau đó thì henryo với một cái tình huống mà văn toàn đâm thẳng vào đi vượt qua cái khả năng truy cản của đình trọng và phạm văn thành là người phá của bóng lên nhưng phá của bóng đúng vào chân của Hendrio. Sau một tình huống dứt điểm thì Rio đã cân bằng tỷ số một đều. Mình nghĩ rằng là lúc này bắt đầu Nam Định sẽ tăng lên bởi vì là các bạn biết là sau khi gỡ hòa rồi hào khí nó lên rồi sự tự tin lên lại cộng hưởng cùng với người hâm mộ bóng đá Thành Nam, nó giúp cho câu lạc bộ Nam Định có được một cái thế nó tốt hơn so với bình định. Nhưng không, Alan, Alan là người đã dứt điểm ngay ở đầu hiệp 2 bằng một pha đánh đầu từ tình huống uh, đá phạt góc mình nói là đá phạt góc trong tình huống này thì rất là đáng trách cái hệ thống phòng ngự của nam định bởi vì là đây là một tình huống bóng cố định Đấy, và để sổng mất anh alan à, alan grafite đã có pha đánh đầu rất là hay à, khôi phục lại cái lợi thế dẫn một bàn nhưng chưa hết sau một tình huống cực kỳ hay leo bắc rất quả gót văn đức là người truyền của bóng sang cho văn thuận văn thuận đặt lòng và cuối cùng tỷ số ra là 3-1. Khi tỷ số 3-1, mình vẫn nghĩ rằng Nam Định vẫn có cửa để lật ngược lại thế cờ. Và Hendrio từ một pha đá phạt đã không cho Đặng Văn Lâm bất cứ một cơ hội nào dù cho thủ thành uh, Việt Kiều đã bay hết cỡ nhưng cũng chỉ làm tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp của bàn thắng của Hendrio thôi. Và cái gì đến đã phải đến. Ở những giây phút gần như là bước vào những giây phút gọi là 15 phút cuối thì Leo Wacker đã có một pha dứt điểm mình nghĩ là nó là phải ở tầm phải gọi là nghệ thuật anh đi qua của bóng của văn kiên đi xuống sát đường biên xin thưa với các bạn luôn là lúc đấy trần nguyên mạnh cũng đã xuất tướng để be hết cái góc vào một pha v gầm giày chúng ta thường thấy ở những cầu thủ phút san v gầm giày qua luôn cả trần nguyên mạnh còn đúng một ly mình nói là cái góc đó nó chỉ còn đúng một ly để có bóng bay vào nhưng cuối cùng thì leo Archer đã đá một quả lòng rất là chuẩn và khôi phục lại cho 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 câu lạc bộ Bình Định với một cái khoảng cách là hai bàn dẫn trước. Ở những giây phút cuối cùng thì uh, Mạc Hồng Quân đã phạm lỗi với Nguyễn Tuấn Anh ở đúng cái vị trí mà Henryo đã dứt điểm thành công, uh, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho câu lạc bộ thép xanh Nam Định từ quả đá phạt. Nhưng ở lần thứ hai uh, đá phạt thì Henryo đã không thể đưa quả bóng vào khung thành và cũng không thể uh, làm giúp mình lập được hat-trick. Và cuối cùng thì trọng tài đã thổi hồi còi mãn cuộc mang chiến thắng về cho câu lạc bộ Bình Định một cách cực kỳ bất ngờ. Mình nghĩ là Bình Định trận đấu này bởi vì là cái tính gọi là người ta gọi là kỵ dơ thì ngày hôm qua mình có chia sẻ với các bạn là mình tin là Nam Định sẽ thắng nhưng Bình Định sẽ có bàn thắng nhưng không ngờ Bình Định là hôm nay chơi tuyệt hay. Anh Bùi Đoàn Quang Huy có một cái giải pháp mình nghĩ là rất là tuyệt vời. Đấy là phòng ngự phản công, phòng ngự chắc phản công nhanh và ngày hôm nay thực sự những cầu thủ Brazil đã đóng vai trò quá quan trọng cho trận đấu ngày hôm nay uh, Leo Wachter bên phía Bình Định và bên phía câu bộ Thép Xanh Nam Định chính là Henryo. Ngày hôm nay thì thực sự là cầu thủ mà Nam Định kỳ vọng nhiều đó là Rafael thì ngày hôm nay có rất nhiều tình huống dứt điểm không được may mắn kể cả lấy tình huống ở những giây phút cuối cùng bạn ấy thậm chí còn sút trượt hôm nay là một ngày mà có lẽ là những người xem bóng đá Việt Nam sẽ hướng về thiên trường và cũng sẽ đón xem trận đấu này bằng một sự hồ hởi nhiều người cũng nói với mình là nếu mà V-League trận đấu nào cũng như này thì không bao giờ sợ khán giả không đến sân và cũng chả bao giờ sợ là là, đội tuyển quốc gia của chúng ta yếu. Nhưng quả thật là ngày hôm nay xem trận đấu này hay thật. Không biết các bạn thấy thế nào? À, các bạn cứ bình luận đi. Hôm nay mình sẽ đọc một chút bình luận của các bạn để chúng ta cùng cộng hưởng với nhau về cảm xúc. Đối với mình trận đấu này thì đúng là anh Bùi Lò Quang Huy thực sự là người xuất sắc nhất trận đấu. Anh đã có một cái giải pháp rất là tốt À thực sự là cái nước tính của anh Vũ Đức Quang Huy thì mình nghĩ là nhiều người cũng tính. Nhưng cái quan trọng ở đây là anh có nhân lực và anh ấy biết cách, anh ấy chuẩn bị cho các cầu thủ của mình một cách tốt nhất. Hàng phòng ngự hôm nay thật sự là nếu mà gọi là lỗi thì chỉ có một lỗi duy nhất, đấy là khi mà Đình Trọng để cho Văn Toàn đi qua và Phạm An Thành sửa sai bất thành và bóng đến chân của Henryo thì bàn thắng đó được gỡ hòa một đều. Chứ còn tất cả những cái tình huống sau đó thì mình nghĩ là đều là cực hay. Ở những giây phút cuối cùng Ireland còn có một quả sút bóng rung xà của Trần Nguyên Mạnh. Thật sự là trận đấu này là một trận đấu quá hay luôn các bạn. Không biết là các bạn cảm nhận như nào nhưng mình xem trận đấu này thì mình thấy sướng vô cùng. Một trận đấu quá hay luôn. Đó là những cái gì mà chúng ta chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Bạn Dương Hiệp Thái có là số 10 của Bình Định, quá hay. Đó là Leo Arthur đấy bạn. Đấy là Leo Arthur. Leo Arthur chơi quá hay. Hồi đầu Leo Arthur mới về Bình Định đá những trận đấu đầu tiên mình xem mình không có cảm xúc mình thậm chí mình còn nói là ở leo actor này hình như là trông hơi tài tử trông bạn hơi thư sinh nhưng mà hôm ngày hôm nay thì bạn ấy chơi hay thật hôm nay thực sự là chơi hay hôm nay nói thẳng luôn là henry o chơi cũng rất là tuyệt vời nhưng mà nếu mà để chọn ra cầu thủ sớm nhất trận đấu thì mình nghĩ là leo actor rồi bên cạnh đó là ngày hôm nay anh bùi đoàn Công huy chơi cũng rất hay anh cũng đã có một cái mình phải nói là anh đã tỏa sáng anh đã bắt được đúng bệnh của của nam định Nam Định thì các bạn biết rồi là phòng ngự cái 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 gọi là gì à? Phòng ngự những tình huống cố định và phòng ngự tình huống bóng hai mình nghĩ là không ổn lắm. Ở những giây phút cuối cùng thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lại đẩy Lucas Anvet lên đá tiền đạo giống như trận đấu gặp Hà Nội. Nhưng mà hôm nay thì bất thành. Hôm nay thì bạn ấy đã không có được bàn thắng như những gì chúng ta thấy. Ở những giây phút cuối cùng thì Vũ Hồng Việt cũng đã tung hai cầu thủ cũng khá là mạnh trong tấn công và thu hồi. Đấy là Hồ Khắc Ngọc để để để, để đá tấn công. Còn à, Tuấn Anh để chuyển đổi để chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công nhưng mà cuối cùng thì cũng không mang lại nhiều những cái giá trị và cuối cùng hôm nay nam định đã thua trận thua trên sân nhà một trận thua thực sự là là hay một trận thua mà thực sự là mình nghĩ là người thua cũng chơi rất hay mà người thắng thì chơi quá ấn tượng rồi bình định đá đúng thật sự luôn như thể là trận đấu nào là trận chung kết của họ mình hơi tiếc nếu mà bình định mà đủ quân thì tuyệt vời đúng không bình định hôm nay các bạn nhìn thấy có hai cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị đó là đỗ thanh thịnh đấy hay là ngọc bảo thì đấy là những cầu thủ mà chúng ta cũng đã nhìn thấy họ đã là người nếu mà các bạn để ý thì trận đấu này bao nhiêu cầu thủ của bình Định đã ra nam định có Sơn, có henryo có à, lý công hoàng anh rồi có đỗ thanh thịnh có ngọc bảo đấy chưa kể đó, Raff, rồi có henryo đấy các bạn thấy không đấy thì nhưng mà hôm nay thật sự mà nói là không có gì để mà để mà phải nuối tiếc một trận cầu tuyệt vời mình cho mình nghĩ là cho dù có thua đi chăng nữa thì chỉ chỉ là thua về mặt tỷ số thôi chứ hôm nay nam định chơi cũng rất là tuyệt vời chơi cũng rất là hay hai đội đã cống hiến một trận đấu phải nói là mạnh nhãn một cuộc đuổi bắt tỷ số phải nói ngạt thở nhưng mà mình thấy cái vẻ đẹp của những bàn thắng quá hay luôn thật sự là tuyệt vời một trận đấu quá hay các bạn cảm xúc như nào về trận đấu này các bạn cho mình biết nhá Thật sự mà nói thì hôm nay quá quá là tuyệt vời. Không còn gì để nói nữa, một trận đấu quá hay. Mình rất mong tất cả các trận đấu ở V League đều có cái cảm xúc giống như này, mình cũng rất là mong là chúng ta sẽ hướng đến những cái trận đấu tiếp theo. Mong rằng là câu lạc bộ Bình Định sẽ tiếp tục cái đà hưng phấn này để tiến đến và có được những cái chiến thắng. Và chắc chắn là trận thua này sẽ làm cho Nam Định cảm thấy có một chút gì đấy tiếc nuối. Bởi vì thực sự là khi mà các đội bóng khác, các bạn thấy là khi các đội khác hoặc hoặc là sẩy chân hoặc là họ không có những thành công như những gì họ mong muốn, lẽ ra Nam Định có thể uh, nới rộng khoảng cách lên nhưng mà cuối cùng thì họ đã không thể. Uh, bây giờ thì uh, trước mắt là có một tháng nghỉ ngơi, uh, đội uh, các đội sẽ quay trở lại vào đầu tháng 5, ngày mùng năm tháng 5. thì sẽ sẽ quay trở lại để thi đấu, tức là còn một tháng tới để Nam Định có thể sửa chữa những cái vấn đề của mình. Mình nghĩ là Nam Định còn một tháng nữa thì họ chắc là họ sẽ họ sẽ có được những cái lợi thế thôi. Hiện nay thì sau khi uh, gần kết thúc vòng 15 rồi, chỉ còn uh, một trận nữa thôi đúng không? Đó là thép xanh Nam Định thì bây giờ đang vẫn dẫn đầu, họ không mất đi ngôi vị đấu bảng. Đã 15 trận, uh, được 32 điểm nhưng Công an Hà Nội, nhưng Công an Hà Nội đã rút ngắn cái khoảng cách xuống chỉ còn có 4 điểm thôi. Công an Hà Nội đứng thứ hai với 28 điểm, Bình Dương đứng thứ ba với 27 điểm và Bình Định đã leo lên vị trí thứ tư với 25 điểm. Như vậy là Nam Định không mất đi cái vị trí đầu bảng của mình nhưng mất cái khoảng cách, đúng không ạ? Bây giờ cái khoảng cách đã được kéo xuống chỉ còn có 4 điểm giữa thép xanh Nam Định và Công an Hà Nội thôi. Thực sự đây cũng là một cái đây cũng là một cái kết quả khá là rủi ro bởi vì đây mới chỉ là vòng thứ 15 thôi, đúng không ạ? Chúng ta còn đến 11 vòng đấu nữa. Và điều đấy có nghĩa rằng là Nam Định sẽ không được phép sai lầm trong những cái trận đấu tương tự như thế này đặc biệt là với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như là công an hà nội như là bkm bình dương đấy cũng là một cái thách thức rất là lớn ngày hôm nay thì các bạn thấy đỗ văn thuận đá hay không đỗ văn thuận chơi cực hay luôn ngày hôm nay đình trọng chơi cũng để lại rất nhiều ấn tượng và mình nghĩ là có thể huấn luyện viên tới huấn luyện viên trong tương lai của chúng ta biết đâu lại có thêm rất nhiều những cái sự lựa chọn để giúp cho đội tuyển của chúng ta trở nên mạnh hơn bạn Dương Hồ có nói là nhập tịch Leo Actor và lên đội tuyển Việt Nam Ok anh Hải anh nhỉ Leo Arthur thì phải đến năm, năm 2029 Thì bạn ấy mới có thể trở thành công dân Việt Nam được Vì đến bây giờ là bạn ấy phải ở, ở Việt Nam 5 năm Thì bạn ấy mới có cái mùa đầu tiên đá cho Đá cho đội Bình Định thôi Leo Arthur chơi rất hay các bạn ạ Leo Arthur chơi rất hay Thật sự mà nói là mình cũng cảm nhận được rất nhiều điều cái mà đối với mình trong trận đấu ngày hôm nay để mà chúng ta gọi là gọi là hay ấy thì nó ngoài cái vẻ đẹp của những bàn thắng ra ngoài cái chuyện đuổi bắt về tỷ số ra thì mình phải nói là ngày hôm nay nó cũng hay ở cái tính chiến thuật tính chiến thuật ngày hôm nay rất hay anh vũ việt không có gì sai cả anh ấy vẫn áp đặt một cái lối chơi người ta bảo không bao giờ nên thay đổi một đội bóng đang chiến thắng anh vẫn giữ nguyên như vậy vẫn chơi như thế nhưng mà phải nói là cái khả năng phòng ngự của câu lạc bộ nam định thực sự bây giờ đang là một vấn đề nếu như họ muốn họ muốn có được chức vô địch thì mình nghĩ là có lẽ là phải siết lại hàng phòng ngự. Còn uh, bình định uh, hôm nay thì thôi không phải bàn, ông vua của phòng ngự phản công rồi. Các bạn biết là anh uh, Leo actor thì anh đã đá ở giải vô địch uh, Brazil từ năm 2013 đến bây giờ là anh đã tổng cộng anh đã thi đấu được tận 11 mùa ở giải vô địch uh, Brazil, sau đó là năm nay là năm đầu tiên bạn ấy sang Việt Nam. Bạn này thì sinh năm 95. Bạn này đã 29 tuổi rồi Đấy và thực sự thì đây cũng là một cầu thủ mình đánh giá khá là cao về về cái tầm ảnh hưởng trong lối chơi của đội Bình Định. Bạn ấy chơi rất là mềm mại, vừa dứt điểm được, vừa biết cách tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ngày hôm nay nếu mà để gọi là cầu thủ xuất sắc nhất thì có lẽ là cũng hơi lưỡng giữa Leo Arthur và Henryo. Nhưng có lẽ là mình sẽ chọn Leo Arthur. Còn người đàn ông gọi là xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay mình nghĩ là anh Bùi Đoàn Quang Huy anh đã liệu cơm gắp mắm rất là chuẩn xác thực sự luôn anh ấy đã lập ra được kế hoạch và các học trò thì giúp anh ấy à, thực hiện cái kế hoạch đấy một cách tuyệt vời nhất như mình đã nói ngay ở phần đầu thì cái điều nguy hiểm nằm ở chỗ là có thể nhiều đội bóng họ sẽ biết cách họ sẽ tham khảo cái cách của Bình Định để có thể chống lại với Nam Định nhưng mà mình nghĩ là một tháng tới đây Nam Định họ sẽ sửa chữa được cái hệ thống phòng ngự và sẽ giúp cho đội bóng có được một cái sự chắc chắn hơn nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra ở phần sau của chương trình mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nhé. còn đây là đông á shop chúng em một website đã luôn luôn song hành cùng sức khỏe của mọi người bổ thận dược quý đường xin trân trọng với các bạn giới thiệu với các bạn bổ thận dược quý đường tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng như thế là chúng ta biết ngay để dành cho những anh chàng bị yếu sinh lý. Các bạn nhớ giúp mình nhá, bổ thận của dược quý đường là hỗ trợ bổ thận tráng dương, giúp tăng cường sinh lực và ở đây nó cải thiện sinh lý nam giới. Nó có bạch tật lê là tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây là một loại hormone hỗ trợ ham muốn của đàn ông. Nếu mà các bạn mà ham muốn mà đang suy giảm thì nó sẽ kéo ham muốn của các bạn lên. Còn nếu ham muốn của các bạn đang ổn thì nó sẽ duy trì một cách lâu dài. Và nhân sâm đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, ba kích và kỳ tử thì sáu cái dược liệu rất quý này nó sẽ phối hợp với nhau để giúp cho cái ham muốn của đàn ông được thể hiện một cách tốt nhất các bạn nhớ dùng mình là ngày sử dụng hai lần mỗi lần từ 2 đến 3 viên sử dụng liên tục trong vòng ba tháng và nhớ duy trì thì hiệu quả nó mới bền vững sung mát tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn nó có một cái gọi là bền vững nhờ cơ chế nội sinh nội là trong sinh là sinh ra sinh ra từ bên trong chuyên rất bền vững sinh ra từ bên trong chuyên rất an toàn Đấy, đấy là nó đáp ứng tốt cái yêu cầu của chúng mình là tốt từ gốc và bổ từ trong. Số điện thoại mình để ở đây 024 7777 8877 và website là shop vn các bạn ấn vào đây đặt hàng ngay. Miệng nói trăm nhớ ngàn thương không bằng hộp tỏi kim cương làm quà. Đấy, tỏi kim cương của Đông Á là món quà kim cương cho sức khỏe. Các bạn đọc này, hàm lượng giá trị dinh dưỡng vượt bậc, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên. Công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản. Và các bạn nhớ nhá, cái cái quả củ tỏi này này, từ trước khi nó thay màu và đổi vị thì nó được nó được lên men trong 2000 giờ bằng một cái quy trình rất là hiện đại, lên men độc quyền từ Nhật Bản và sản xuất. Cái quy trình của nó cũng từ Nhật Bản. Các bạn đọc cái tác dụng của nó này, hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ có hai loại một loại bóc vỏ rồi mà loại là chưa ở đây là nước uống giải rượu choa nếu mà các bạn uống thì các bạn uống bia uống rượu thì nhớ uống cái nước uống giải rượu choa này thì nó sẽ giúp chúng ta là thải độc cũng như là giảm mệt mỏi phoi là tăng cường chức năng gan người việt nam có hai chỉ số một là ung thư gan và hai là tử vong ung thư gan là cao nhất thế giới cho nên là chúng ta sử dụng cái phoi này là hỗ trợ tăng cường chức năng gan yến kiều trưng đông trùng hạ thảo là giúp cho những người trên 12 tuổi à, có được cái sức khỏe tốt hơn nó rất là tốt cho những người bị bệnh khó chữa, những người mà đang điều trị bệnh hoặc mới khỏi bệnh, những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe vì nó bổ sung cho chúng ta thêm rất là nhiều những cái dưỡng chất và bên cạnh đó thì nó tăng sức đề kháng. Yến kiều quýt là dành cho trẻ em vì nó được tối ưu cho hệ tiêu hóa của trẻ em. Bên cạnh đó là nó tăng canxi giúp các con chắc khỏe, đấy, phát triển cái bộ xương và nó còn giúp các con bổ sung tế bào thần kinh là giúp cho các con sẽ luôn luôn thông minh hơn. Đấy, rất là nhiều những sản phẩm tốt các bạn nhé mình để ở trên logo đây các bạn 024 7777 8877 và website là đông á shop.vn cảm ơn các bạn rất là nhiều Hôm nay là là một ngày mình nghĩ là sẽ rất là cảm xúc dành cho các cổ động viên của Bình Định Mình nghĩ là hôm nay Bình Định sẽ rất là đáng để ăn mừng thực sự là rất là đáng để ăn mừng Cảm ơn mọi người rất là nhiều Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nào Bạn Cao Vũ đây hôm nay đình trọng đá Quá hay Anh Hải ơi Ra fan sơn với Văn Toàn tắt điện luôn Thực ra Văn Toàn đột quả qua đình trọng đấy Cái quả mà henryo gỡ hòa một đều ấy, Là đi quả qua đình trọng đấy Nhưng mà đình trọng chơi tốt Mình rất là kỳ vọng vào đình trọng Mình rất kỳ vọng vào Đỗ Văn Thuận Rất kỳ vọng vào Cao Văn Triền Đấy là những cầu thủ mà có khả năng là được bổ sung cho đội tuyển Ở đợt tới hy vọng là mọi thứ nó tốt bạn à, nội hà của nó là cho một bổ thận bạn gọi điện hộ mình nhá số điện thoại mình vẫn đang để trên logo này bạn cương hà có nó là anh ơi tình hình huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam như nào rồi sang tuần thì hội đồng huấn luyện viên quốc gia sẽ họp với uh, liên đoàn thì lúc đấy mới bắt đầu uh, những cái tiêu chí đầu tiên bắt đầu được phát thảo nhưng ngày hôm nay thì uh, sáng ngày hôm nay mình có được một cái thông tin mình đã chia sẻ với các bạn ở trong chương trình buổi trưa rồi là khả năng cao là chúng ta sẽ không sử dụng huấn luyện viên tạm quyền mình nói là khả năng cao nhá khả năng cao là chúng ta vất tính thêm một phương án nữa là có huấn luyện viên luôn không cần tạm quyền nữa sơn nguyễn có nói là nam định phòng ngự quá non và yếu phải không minh hải họ không non yếu đâu nhưng hôm nay thật sự là bình định họ đã họ đã chơi một thứ bóng đá phản công quá là sắc sảo và leo actor thì quá hay cái tuyến hai dồn lên quá là tuyệt vời Từ văn đức cho đến độ văn thuận đều là những cầu thủ hôm nay chơi rất là tuyệt bạn tâm phạm của nó là minh hải nói thua rất hay thấy sai sai nhưng hợp lý à không mình nói hôm nay kể cả, cả đội thua hôm nay chơi cũng rất hay luôn nam định ngày hôm nay thua cũng chơi rất hay luôn mình nói hôm nay thật sự là bình định họ quá hay và họ cũng quá may thôi chứ còn hôm nay thật sự mà nói là nam định chơi không tệ đâu và khi mà chúng ta đã chơi tổng lực tức là dồn tổng lực lên tấn công rồi thì hệ thống phòng ngự nó bị lỏng lẻo là điều đương nhiên khi các bạn đẩy cao đội hình lên thì ở phần sân nhà nó có nhiều khoảng trống và đúng là anh Bùi Đoàn Quang Huy ngày hôm nay thật sự là anh đã nhìn ra cái điều đó. Anh Bùi Đoàn Quang Huy là chơi cũng rất là thân với Vũ Hồng Việt. Đấy, hai anh em rất là thân nhau. Còn Vũ Hồng Việt thì luôn luôn đánh giá rất cao Đỗ Văn Thuận. Nói chung là ngày hôm nay toàn là những người toàn là những người quen biết của nhau thôi. Không có ai là lạ lẫm với nhau cả. Họ phải nói họ chơi với nhau rất nhiều năm nay rồi. Có những người chơi với nhau cả hơn hai chục năm rồi. Họ rất hiểu nhau. Và ngày hôm nay thì anh Bùi Đoàn Quang Huy đã phách gia vị của Bình Định à của Nam Định và đẩy bình định lên và thi đấu đúng với những cái chất để giúp cho câu lạc bộ bình định giành chiến thắng nghe đúng là nếu mà nói về đội thua mà hôm nay là đội thua đá hay thì nghe nó buồn cười nhưng mà bóng đá bọn mình thì vẫn thế vẫn thế có nhiều đội chơi rất hay nhưng vẫn thua đấy bạn uh, a chờ anh hải Zogabola tài trợ áo đấu cho việt nam mấy năm vậy anh anh cho em biết với và vì thấy chính sách bán hàng của Jogabola À hình như là 3 năm hay sao ấy Mình nhớ là hình như 3 năm mình trả hỏi ấy. Mình thấy rất hay Nói chung là vòng đấu này mình thấy tuyệt vời Mình thấy hay Không biết là các bạn cảm nhận như nào Nhưng mà mình thì mình, mình thấy hay Các bạn còn có có câu hỏi gì không? Phần này là phần dành cho các bạn rồi, đặt câu hỏi thôi. Ghi thêm hai bàn nữa thì Nam Định sẽ vỡ trận luôn. Thật sự là ngày hôm nay quả mà Nguyễn Hùng Thiện Đức quả đấy bạn ấy sút hơi bừa. Bạn ấy trong cái tình huống mà 3 đánh 2 thì phải ăn. Trong tình huống đấy là phải ăn luôn. Nhưng mà rất là tiếc là Nguyễn Hùng Thiện Đức lại hơi vội vàng, bạn ấy sút quả tự tin quá Thì cuối cùng chật Hay là quả Alan về sau đóng quả rung xà luôn. Thực sự là hôm nay Bình Định quá hay Họ tấn công không nhiều nhưng họ nhiều cơ hội Bạn Hiệp Dương Thái nó là giải đang hay thì lại nghỉ đúng rồi Huy bảo đó là cầu thủ số 10 của Bình Định Chất anh nghĩ sao ạ à? Thì mình vẫn bình luận về Alan À về, về xin lỗi các bạn về Arthur về, về Leo Arthur từ đầu mà Leo Arthur và Henryo là hai cầu thủ hay nhất ngày hôm nay rồi bạn lệ hồ của nó là anh hải có dự đoán về đội vô địch không mình vẫn nghĩ là câu lạc bộ nam định mình vẫn nghĩ là Nam Định sẽ vô địch. Diện nguyên cuộc đua vô địch tăng phần hấp dẫn anh Hải nhỉ? Em thích công an Hà Nội vô địch. Đúng là với cái thất bại này của Nam Định thì cuộc đua vô địch nó sẽ hay hơn, sẽ gay cấn hơn. Chứ bây giờ mà trận đấu này mà anh Nam Định mà lại thắng nữa thì một mình anh băng băng về đích thì hơi khó. Nhưng đúng là kể từ đầu mùa là Nam Định rất hay và có nhiều trận họ cũng rất là may. Kể cả trận đấu mà họ thắng Hà Nội ở trận đấu vừa rồi. bạn uh, muôn lương văn thân mến uh, cái điều bạn vừa muốn ở mình thì bây giờ mình đã làm với bạn rồi thế là bây giờ là bạn lại không được comment được rồi ok thiên gia cà khịa của nó là văn lâm vẫn xuất sắc như ngày nào và lâm vẫn hay mà mọi người văn lâm vẫn hay mà trung văn lê của nó là chào minh hải chúc minh hải khỏe để cùng đồng hành của anh em nhé mình đã mua combo áo và rất thích cảm ơn nhé đây chính là combo em đang mặc đây này bạn ba vũ của nó là 5 năm mua hàng đông á cả sản phẩm chức năng áo mà hỏi không được trả lời không được em trả lời em rất là xin lỗi bác thật sự luôn em rất rất xin lỗi anh nếu như mà anh giận thì em cũng phải chấp nhận thôi chứ còn bây giờ nói thật là em không thể trả lời hết được ấy thật sự là như vậy Dương Đức Bách ở đó là Minh Hải hôm nào cho cháu nhện ra chào khán giả tí cho sinh động ạ. À? Thôi ạ, à, vì nhiều người bảo là không phải là trò trẻ con mà cho trẻ con ra chơi. Bạn Đặng Văn Nguyễn của nó là áo anh mặc đẹp thật, mặc thì đẹp thì mua thôi. Đây, chiếc áo đây đây. Văn Lâm dạo này nuôi tóc dài ngầu thế, hôm nay cũng bất thấy bất ngờ khi bạn ấy buộc tóc. Bạn chữ Phạm này bảo nói sai sai quá Quang Hải ơi, mình không phải là Quang Hải, mình là Minh Hải. Thế giới hành lý có nói là Minh Hải ơi tôi cảm nhận thấy trận đấu này hay nhất kể từ đầu giải đến giờ Em phải dùng là một trong những trận đấu hay nhất Nhưng mà đúng là trận đấu này em xem sướng thật Thật sự là trận đấu này xem thật sự sướng luôn Xem trận đấu cuốn từ đầu đến cuối Anh nói về Cao Văn Triền đi Cao Văn Triền ngày xưa ở Sài Gòn FC chơi hay hơn bây giờ Nhưng mà bây giờ Cao Văn Triền cũng vẫn là một tiền vệ phòng ngự hàng đầu ở V-League bây giờ Nói chung là Bình Định bây giờ đang có cặp tiền vệ trung tâm rất là hay đấy là Đỗ Văn Thuận và Cao Văn Triền nếu mà đẩy nốt cả cả Trần Đình Trọng lên đá tiền vệ phòng ngự nữa thì bộ ba tiền vệ phòng ngự này thì quá là chuẩn luôn cái tam giác này quá hay luôn Nguyễn Xuân Quang nó là em có mua con manhouse C4 hôm trước Tết xịn sò các bạn cứ mua đồ của Minh Hải đi Minh Hải là uy tín Minh Hải là có sự đảm bảo cho mọi người mọi người cứ yên tâm luôn Ly Phang nói là Minh Hải nói về Văn Thuận đi. Văn Thuận là một người em mà mình khá là thân, mình mình cũng rất là hay hay, hay đùa với Thuận. Thuận là một, một anh em kiểu hay đùa và hay nhây. Các bạn nhớ không là cái năm 2019, năm mà Đỗ Hùng Dũng giành quán vàng Việt Nam, thì Đỗ Hùng Dũng đã nói là tiền vệ trung tâm hay nhất Việt Nam bây giờ là Đỗ Văn Thuận. Kể cả là khi hỏi Tuấn Anh, Đấy, thì Tuấn Anh cũng vẫn nói là Đỗ Văn Thuận. Đỗ Văn Thuận thì không phải bàn rồi. Mình nghĩ là có lẽ là Đỗ Văn Thuận là cầu thủ đi ngủ sớm nhất Việt Nam Cứ 9 giờ tối là bạn đi ngủ rồi Sáng khoảng tầm 6 giờ đã dậy Đấy, Dậy đánh răng rồi bạn ăn sáng xong rồi bắt đầu đi tập Nói chung là bạn đấy thì rất là chăm đấy, Đi đâu cũng có đồ tập Nói chung là Đỗ Văn Thuận thì không phải bàn Bạn đấy đúng là hội tụ đầy đủ các mọi tố chất Và đây là một cầu thủ rất là bản lĩnh có một câu chuyện rất là hay là cái năm mà U bao nhiêu? U21 à? là hồi đấy là đỗ văn thuận cùng đỗ hùng dũng còn đang đá với nhau về đá ở hải phòng hay ở đâu đấy anh em dọa dẫm ghê lắm đỗ văn thuận vẫn sốc anh em lên đá và cùng vẫn vô địch dương đức bách cả nhà bấm like cho hải đi cho bạn ấy có động lực làm việc ok nha mọi người cảm ơn anh dương đức bách em cảm ơn anh rất là nhiều thôi anh xem anh like cho em là ok rồi trung đỗ vào cái like luôn minh hải nhiệt huyết quá Thật sự là xem một trận đấu như này mà không nhiệt huyết được thì thật sự là cũng không biết là trận đấu nào hay nữa Trận đấu này mà không làm nó hay được nữa thì em cũng không biết là làm thế nào để cho các trận đấu nó hay được Và tóm lại là đây là một trận đấu tuyệt vời Đối với em thì không có gì phải màn cả Nó ở một cái tầm phải dùng cái từ là tuyệt vời Em hôm nay em có thể dùng một cái từ là trên đỉnh cao của V-League Đấy là trận đấu như này Cái hàm lượng trí tuệ rất là nhiều Hai đội bóng phải nói là đã cống hiến một trận đấu tuyệt hay và đúng trận đấu này nó mang theo đầy đủ những cái yếu tố gia vị để tạo ra một trận đấu hay. Có bất ngờ, có những bàn thắng đẹp, có những cuộc đuổi bắt về tỷ số, có những cái uh, cuộc đấu trí giữa các cầu thủ ở trên sân, so tài, so sức, rồi thậm chí là còn đấu luôn cả cái sự hiểu nhau giữa những người đã chơi với nhau cả hai mấy ba chục năm rồi. Đấy, thật sự nó là như vậy đấy. Rồi nó còn chứng kiến sự hồi sinh của rất nhiều những cầu thủ nữa. Các bạn sẽ cảm thấy vui khi thấy Trần Đình Trọng chơi tốt Các bạn thấy vui khi mà thấy Đỗ Văn Thuận là chơi hay Rồi các bạn thấy là ổn định vẫn là Nặng Văn Lâm Leo Arthur, Henry o đều là những cầu thủ chơi rất là tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay Và đấy chính là điều mà nó mang lại cho bóng đá những cái những cái sự gọi là gì Chúng ta tạm gọi là nó mang lại những sức hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam Có cả siêu phẩm nữa, đúng là cả có cả siêu phẩm Hôm nay thì anh Bùi Đoàn, Quang Huy có tâm sự như thế này Tôi, đây là bài mình đã có phát biểu rồi Tôi xin đọc nguyên cho mọi người nhé Tôi xin chúc mừng toàn đội Tất cả các cầu thủ đều làm rất tốt Những gì được tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu Trước đối thủ đang dẫn đầu ở bảng xếp hạng Chúng tôi chẳng có bí quyết gì quả Đội bóng thì khó khăn Về lực lượng nên ban huấn luyện Chọn lối chơi phòng ngự phản công Và cầu thủ đã làm tốt để giành chiến thắng Bóng đá mang tính tập thể trong một trận đấu bị đối phương dồn ép nhưng lại tận dụng được cơ hội để ghi bàn, chúng tôi đã có thể đưa trận đấu theo đấu pháp của mình. Khắc chế bộ đôi ngoại binh của Nam Định là điều không hề đơn giản bởi vì là Henry và Rafenson là hai ngoại binh tốt nhất ở V-League hiện tại, rất có rất khó để có thể ngăn chặn được họ. Câu lạc bộ Bình Định đã tập luyện cách phòng ngự để hạn chế bộ đôi này. Toàn đội đã làm được và thực sự cũng cần thêm sự may mắn nữa để giành thắng lợi. À, đối với tôi thì tất cả mọi người đều đã biết Đình Trọng là một cầu thủ tài năng Và tài năng của cậu ấy là không có ai phải bàn cãi cả Nhưng sau những chấn thương phong độ của Đình Trọng chưa thể sung mãn như thời tuổi trẻ Cơ thể của cậu ấy vẫn có vẻ mệt mỏi Ban huấn luyện có những cái phương pháp để giúp Đình Trọng có thể duy trì được thể trạng tốt Đấy là những cái gì mình có thể chia sẻ với mọi người Cuộc đua vô địch thì theo quan điểm của anh Bùi Đoàn Quang Huy là cuộc đua vô địch năm nay thì câu lạc bộ bị đứng ngoài rìa. Chúng tôi chỉ là đội trung bình thôi, cố gắng đứng ở giữa bảng xếp hạng. Cuộc đua nên dành cho Nam Định Hà Nội và Công an Hà Nội những đội bóng đang có lực lượng cũng như là phong độ tốt nhất. Mình cảm thấy đây cũng là một cái trận đấu rất là hay. Đó, thì anh Bùi Đào Công Huy cũng đã chia sẻ đúng như cái gì chúng ta bình luận với nhau. Thực sự là trước trận đấu này mình cũng đã nghiên cứu về cách chơi của hai đội và mình biết là Bình Định họ sẽ chơi phòng ngự phản công đó và vừa rồi có ai vừa khen menhao thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về con menhao nhé con menhao c4 là cái con mà vừa rồi bạn ấy vừa khen thực ra là menhao c4 và v8 thì cái chất lượng nó là ngang nhau nó chỉ khác nhau về cái chiều dài của dây và cái ổ điện thôi c4 thì là có 4 ổ điện và chiều dài dây thì nó khoảng tầm khoảng tầm 1 mét rưỡi 4 ổ điện và ba cái cổng sạc hai cổng usb và một cổng tai c Giá của nó là 339 000 một chiếc, nếu các bạn mua combo hai chiếc thì là 639 000 Tức là các bạn được giảm thêm 39 000 nữa. Còn anh V8 này thì C4 thì 4 ổ, còn V8 là 8 ổ. Tức là 8 ổ điện và 4 cổng sạc là tổng cộng là kết nối được 12 thiết bị. Đấy. Giá của nó thì nhỉnh hơn so với con C4 chút xíu thôi. Con C4 2 chiếc thì là 639 000 thì em này là 698 000 Đấy nhưng mà nó số ổ điện nó nhiều hơn. Nếu các bạn sử dụng nhiều ổ điện thì các bạn dùng cái này là tốt hơn nó tiện hơn dây nó cũng dài hơn dây nó khoảng 3 mét còn lại thì uh, mọi chỉ số với kỹ thuật là uh, nó bằng nhau hết nó đều là sản phẩm mà uh, uh, dây của nó là lõi lõi kép 3 ly là chịu được tải 4.000 w các bạn cắm hai ba lồi lầu ăn thoải mái các bạn ném vào một cái uh, nhiệt độ 750 độ là không cháy một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn nhớ là các bạn được bảo hành một năm đấy nó có một cái mà mình luôn luôn chia sẻ với các bạn đấy là anh trung vệ áo đỏ có tên là atomat anh này thì cực dị luôn các bạn đi làm, đi chơi, đi chơi, đi làm, đi ngủ, đi đâu đấy Thì nó vất thức để nó bảo vệ cho các bạn cái ổ điện này không cháy được Ổ điện này mà hơi có điểm nóng thì nó cắt điện luôn Ổ điện này mà hơi có nguy hiểm phát nó cắt điện luôn Cho nên là nó đảm bảo cho các bạn là nó không xảy ra cháy nổ Và như thế có nghĩa là nó giúp cho gia đình chúng ta an toàn An toàn cho gia đình là an toàn cho bố mẹ, an toàn cho vợ con Và cũng bảo toàn được cái tài sản mà các bạn đã mất cả một cuộc đời Để có thể tích lũy Hả? hai cái này rất là tuyệt vời nhé Số điện thoại mình để trên logo Đấy, 0889 không Và website là manhouse.vn Còn anh chàng này thì quá là đơn giản Chiếc áo uh, Brazilian của Vicento đây Nó là chiếc áo lụa của Nhật Bản Đấy, các bạn thấy không? Áo lụa của Nhật Bản không nhăn Nó không nhăn nha các bạn nhé Nó không nhăn Đấy, mềm, mịn, mượt, mát Mặc thì cực kỳ sướng luôn, nhẹ Điều hòa không khí, khử được mùi Giá của nó là 639.000 một chiếc Các bạn mua combo chỉ còn 1 triệu 398.000 Các bạn mua thì các bạn không cảm thấy bất ngờ đâu Bởi vì thực sự là Nó thật sự luôn là một cái sản phẩm rất là tốt Đó Bên cạnh đó thì uh, Các bạn mua combo 3 chiếc thì là 1 triệu 1 triệu 398.000 Nhưng các bạn sẽ được tặng một cái ví da Trị giá 1 triệu 598.000 Nếu các bạn vào vicento.vn Thì các bạn có một quyền rất là lớn Đó là được phép tự lập combo cho các bạn không cần phải để ai set combo cho các bạn cả các bạn tự lập các bạn mua combo càng lớn giảm giá càng sâu các bạn mua combo càng lớn tặng quà càng lớn và nếu các bạn đến 240 trăm bốn mã hà nội thì các bạn còn có thể được giảm giá nữa cảm ơn các bạn rất nhiều Lý Nguyên của nó là các bạn à, Minh Hải nhắc các bạn trước khi đóng hàng thì kiểm tra nhé. Bác có thể nói kỹ hơn cho em được không? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngọc Quang vừa ủng hộ Minh Hải một bộ ổ cắm điện chất lượng như hàng đầu châu Âu. Thực ra con này là nó rất tốt luôn Nó khác hẳn với những cái loại đang có trên thị trường Nguyễn Xuân Quang Em thắc mắc tí Đô Văn Thuận Trận này hay Nghe anh Hải khen vậy Vì sao được gọi lên đội tuyển quốc gia lâu nay Chúc Đô Văn Thuận may mắn Cố gắng duy trì phong độ tốt à, Đô Văn Thuận đã từng được gọi lên đội tuyển thời thầy Park rồi Nhưng mà mình cũng không biết là cái động lực của bạn ấy Ở đội tuyển quốc gia như nào Với cả cái phong cách của Đô Văn Thuận Thì thường khiến nhiều người dễ hiểu lầm Bạn ấy rất hay đùa nếu mà một huấn luyện viên nào đấy mà cần sự nghiêm túc ấy, thì là sẽ phải điều chỉnh đỗ văn thuận đỗ văn thuận rất nhây rất hay đùa mình cũng rất nhiều lần cự với đỗ văn thuận bảo là tại sao em không cố em không nghiêm túc lên một tí để lên đội tuyển quốc gia thì bạn đấy cứ cởi hành hạch hành hạch thôi nói chung là nó cũng là cái duyên nữa các bạn ạ hy vọng là đợt này đợt này sẽ có thêm nhiều những cái cơ hội nữa cho đỗ văn thuận mình tin là đỗ văn thuận sẽ có được cái cơ hội đó À, anh Sơn Nguyễn có hỏi là đến vòng đấu này Minh Hải dự Nam Định cần bao nhiêu điểm nữa để vô địch? Không, hay còn quá sớm cả ông mà Em thì em nghĩ là Nam Định sẽ vô địch trước hai vòng đấu. Còn em không biết là liệu uh, Nam Định vô địch với bao nhiêu điểm hoặc cần bao nhiêu điểm nữa để vô địch cái này thì hơi khó. Bạn SEDBC uh, có nói là chào Minh Hải, anh Hải ơi, liệu thầy Park có làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam nữa không? Mình nghĩ là không. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có người tiến cử thầy Park sẽ có người tiến cử thầy Park và thầy Lee, mình biết là như thế. Nhưng mà cơ hội để thầy Park và thầy Lee để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thì mình nghĩ là thấp. Có thể là chúng ta sẽ vẫn lấy một huấn luyện viên mới. Ba Vũ cảm ơn em áo đẹp em ơi hàng ngày đều xem lại hai lần cảm ơn bác rất nhiều. Hiền Đào Liên Đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận được bao nhiêu hồ sơ ứng cử huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam rồi hải ơi cái này thì thật sự luôn là mình không lấy được, mình không lấy được thông tin này mặc dù thật sự là mình rất thèm thông tin này luôn nhưng không lấy được Cảm ơn mọi người rất là nhiều Thôi đến đây thì Minh Hải xin phép lừng, dừng luồng live stream tại đây 21 giờ ngày hôm nay tức là đến 9 giờ Sau đây đúng 18 phút Mời các bạn sang top top để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những mặt hàng độc quyền Và chỉ dành cho Vlog Minh Hải với một cái mức giá các bạn không tìm được ở đâu Cảm ơn các bạn rất nhiều Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt